Tôi là Đặng Đức Thắng. Năm nay tôi đã 65 tuổi. Nói thật ra cái thời trẻ thì tôi cống hiến ở trong quân đội. Người nó khỏe vô cùng. Sau này khi tôi chuyển ngành ra ngoài dân sự thì cái công việc của tôi ấy, đặc điểm của tôi ấy, là ngồi suốt cả ngày suốt 8 tiếng rồi lại lao động trí óc. Rồi ngày nào cũng tiếp khách bằng bia rượu. Thế là tôi cứ tràn cung mây ăn uống. Thế là bắt đầu một ngày tôi thấy cơ thể nó nóng gian cái vùng hậu môn, rồi đi ngoài táo bón, rồi có lúc lại đi tiêu chảy, bị lòi cái búi chĩ. Khi mà lòi búi chĩ, khi đi ngoài ra phân có máu tươi ấy, thì mọi người phải biết nhá, là nó ngấy sốt, nó mệt mỏi, nó mất ăn, mất ngủ. Ngồi trên ghế cũng ngồi thẳng không ngồi được. Ngồi nghiêng cái kênh này thì khó chịu quá. Đêm nằm ấy, ôi giời, nằm ngửa cũng đau, nằm nghiêng cũng đau. Không thể nào ngủ được. Tôi xem ở trên TV thì thấy giới thiệu cái sản phẩm hỗ trợ điều trị trĩ Thiên Hoàng Sa. Bác sĩ cao cấp Hoàng Đình Lân giới thiệu rất kỹ về cái sản phẩm này. Tôi thú vị nhất ý, là bác sĩ Lân là một người có uy tín. Giới thiệu là cái thành phần thuốc này nó là dệt gai này, rau sam này. Trời ơi, toàn là những cái thứ quanh mình cả mà rõ ràng ai cũng biết. Dền gai và rau sam cực kỳ mát. Cái sản phẩm này ấy, lại được sản xuất trên một cái dây chuyền công nghệ hiện đại. Rõ ràng là uống vào nó sẽ không bị hại gan thận. Lại được Bộ Y tế cấp phép cho lưu hành toàn quốc. Thế là tôi an tâm quá. Tôi mua luôn về dùng. Một ngày tôi uống 3 lần. Mỗi lần 3 viên. Đương nhiên trong lúc điều trị ấy, thì tôi vẫn phải thường xuyên khám bác sĩ. Thường xuyên nghe những cái lời khuyên của chuyên gia. Chứ còn không phải là cứ tùy tiện uống bừa đi. Y như rằng cái bệnh trĩ của tôi nó có thuyên giảm. Sau 10 ngày nó đỡ sưng. Sau 10 ngày cơ thể nó mát. Và búi trĩ nó cứ co lên ạ. Sau 1 tháng thì hiệu quả tương đối tốt. Thế là tôi uống luôn một mạch. 2 tháng cho đến 3 tháng thì tôi lại vào bệnh viện thăm khám bác sĩ. Thì bác sĩ bảo của bác bây giờ tốt rồi đấy. Bây giờ nó chỉ còn độ 1 thôi. Bác an tâm đi, tiếp tục dùng sản phẩm đi. Thế là tôi ăn được, ngủ được, lên được 3 cân. Rồi tôi lại ra công viên thể dục. Tôi lại tham gia các câu lạc bộ của cựu chiến binh, tham gia du lịch đi chơi. Bởi vì cái sản phẩm này ấy, cái viên của nó là uống rất thuận tiện, đi đâu tôi cũng uống được. Qua đây thì tôi thấy cái sản phẩm này dùng rất hợp lý cho tôi, và tôi cũng xin chia sẻ để những ai mắc bệnh trĩ, đương nhiên chúng ta hãy tỉnh táo điều trị theo cái hướng của bác sĩ. Đầu tiên là bác sĩ dặn là phải tuân thủ
Thứ nhất là chế độ ăn phải cực kỳ khoa học, tăng chất rau. Cái thứ hai là tuyệt đối không được uống bia rượu, không được ăn chất cay, không được uống các chất kích thích. Và hãy làm theo những cái lời khuyên, tư vấn của bác sĩ, thì chắc chắn tôi và mọi người bị bệnh trĩ sẽ chiến thắng được bệnh tật và lại đưa chúng ta đến một cái cuộc sống có chất lượng như xưa, trở thành những người thông thái, tức là tìm những cái sản phẩm hỗ trợ có hiệu quả như là sản phẩm Thiên Hoàng Sa. Đấy, tôi bây giờ tôi dùng vào thấy hiệu quả rất rõ rệt. Lại đi thể dục, lại đi chơi, tinh thần sảng khoái, cơ thể nâng cân, và người nó sướng vô cùng. Vâng, tôi xin chia sẻ với mọi người như vậy ạ.